Ashes. Ta-da! Lu đã đến rồi các bạn. Và địa điểm mà hôm nay mình muốn đến giới thiệu đến các bạn đó chính là Hotel Nico Sài Gòn. Địa chỉ ở đây là 235 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Và nhà hàng hôm nay Lu dẫn các bạn đến với Lu đó chính là nhà hàng La Brasserie nằm tại tầng 2 của khách sạn nha. Bây giờ thì cùng Lu đi lên trên để khám phá nha. Let's go! Giá ở đây sẽ là 1.350.000 cộng cho một người lớn. Nếu như mà tính luôn cả thuế thì sẽ khoảng 1.560.000 một người. Và cái giá đó đã bao gồm nước uống. Nước uống ở đây được một cái rất đã luôn nha. Có cả rượu vang nè, có cả bia, cà phê, trà, nước ngọt, cái gì cũng có. Và các bạn có thể uống không giới hạn. Dưới 6 tuổi thì sẽ được free. Từ 6 tuổi cho đến 12 tuổi thì giá sẽ là 50% so với giá của người lớn. Và trên 12 tuổi thì sẽ được tính là giá người lớn nha các bạn. Đây là live cooking các bạn. Và đây là cái live rất là được thực khách yêu thích. Các bạn có thể thấy được là chúng ta phải đứng xếp hàng để đợi. Và các bạn biết không, là Lu mới biết được một thông tin á, là gan ngỗng chỉ có vào ngày thứ 5 thôi. Cho em một phần gan ngỗng nha, với lại cho em một cái sườn cừu luôn. Đây, các bạn có thể nhìn trực tiếp ở bên trong này để được nướng tôm, cua. Tôm hùm không, đã ở đây đã có 6 vị khác nhau rồi các bạn. Sốt Singapore, sốt bơ tỏi, phô mai, rồi sốt me, rồi có cả luộc, rồi trời ơi, rất là nhiều luôn á. Ngoài ra thì có cả cua luộc nè, tôm nè, cá. Thật ra đây là lần đầu tiên mà mình đi ăn buffet mà đem nguyên con cá lên như này. Và chỉ với 1.500.000 thôi thì các bạn có thể ăn tôm hùm thả ga. Ở đây không giới hạn đâu nha các bạn. Các bạn ăn đến khi nào mà no thì lăn về. Nói chung là 6 giờ vô ăn, 10 giờ về là đủ. Trời, đủ thu hồi vốn rồi. Mặc dù đây là buffet 5 sao nhưng mà thật ra thì bản thân Lu sẽ có một cái thang điểm riêng dành cho Lu khi mà Lu trải nghiệm. Lu sẽ đánh giá ở đây là 4.5 sao trên 5 sao. Bởi vì có một số món chưa hợp khẩu vị Lu lắm. Còn nói về dịch vụ, phục vụ và cả những cái nguyên liệu tươi ngon ở đây thì thật sự nha, perfect luôn á, không có gì để chê cả. Buffet ở đây sẽ từ thứ 5 cho đến chủ nhật, bắt đầu từ 6 giờ cho đến 10 giờ tối nha. Và các bạn nhớ là trước khi đến đây thì hãy alo book bàn để được phục vụ tốt hơn. Và chỗ mà Lu đang ngồi đó là nhà hàng La Brasserie nằm tại lầu 2 của khách sạn Nico Sài Gòn. Địa chỉ ở đây sẽ là 235 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Chỗ mà Lu đang đứng là khách sạn Sofitel Hotel and Resort. Địa chỉ ở đây sẽ là số 17 đường Lê Duẩn, quận 1. Giờ thì vô bên trong nha, đi thôi. Lu thích cái cầu thang này dã man luôn á. Cái lạ là đi cái cầu thang này á, tưởng tượng là mình như là nhân vật chính trong cái phim Penthouse. Ta-da! Đi ăn buffet đương nhiên không thể nào không ăn hải sản các bạn ạ. À, ở đây thì Lu thấy là có ghẹ, có cua, xong rồi có hàu, sò mai, tôm hùm. Nhìn chung á, thì buffet ở khách sạn Sofitel á, thì sẽ có hơn 100 món. Từ những món Á đến món Âu hay là những cái quầy lai nóng như các bạn đã thấy á. Với Lu á, thì Lu đánh giá cao những cái món nóng ở đây. Bởi vì là những cái món này rất là lạ nè, với lại nhìn rất là đẹp mắt luôn. Đây, Lu chỉ cho các bạn một cái quầy rất là đặc biệt tại nhà hàng. Quầy bếp này được gọi là quầy bếp Montagny. Ở đây thì sẽ được làm nóng ở bên dưới và lẫn ở bên trên này. Ngoài ra thì còn cả làm nóng cho những cái chén dĩa dưới này luôn. Cho nên là nói về vệ sinh an toàn thực phẩm là không cần phải lo gì cả. Và giá buffet ở đây sẽ là 1.300.000 cộng. Giá này sẽ là only food thôi nha các bạn.
Nếu như mà các bạn muốn uống thêm nước ngọt nè hoặc là nước ép thì sẽ là thêm 199.000 cộng. Còn nếu như mà các bạn muốn uống thêm bia, nước ngọt, nước ép thì sẽ cộng thêm là 270.000 cộng. Ngoài ra thì còn có một cái gói package cao nhất là giống như Lu vậy nè, là Lu sẽ uống rượu vang premium thì giá của em này sẽ là 400.000 cộng. Trong gói này thì đương nhiên là sẽ có nước ngọt, nước ép, có bia và có cả rượu vang nữa. Và những giá trên chưa bao gồm VAT nha. Nếu như mà nhà nào có bạn nhỏ từ 6 cho đến 12 tuổi thì giá vé sẽ là 50%. Nếu như mà nhà nào có bạn nhỏ dưới 6 tuổi thì giá vé sẽ là free. Cho nên là nhà nào mà có nhiều bạn nhỏ thì hãy dẫn mấy bạn đến đây ăn. Ở đây thì rất là phù hợp để các bạn có thể hẹn hò, họp mặt hoặc là đi gia đình gặp đối tác. Không gian ở đây siêu thoáng mát, với lại là rất là sang trọng luôn. Và thời gian diễn ra buffet sẽ là vào ngày thứ 6, thứ 7 hàng tuần, từ 18 giờ cho đến 22 giờ nha các bạn. Nếu như mà muốn chắc ăn thì các bạn hãy book bàn trước nha. À quên, giá 1.300.000 cộng hiện tại đang là giá khuyến mãi cho đến ngày 25 tháng 4 năm 2021. Nếu như sau ngày 25 tháng 4 mà các bạn đang coi video này thì hãy truy cập vô fanpage của khách sạn Sofitel để cập nhật giá mới nha. Trên thang điểm mà 5 sao của Lu thì Lu sẽ chấm ở nhà hàng 5 trên 5 giây. Chỗ mà hôm nay Lu đến đó là khách sạn Lotte Hotel and Resort. Địa chỉ ở đây sẽ là số 2A4A đường Tôn Đức Thắng, quận 1 nha các bạn. Hôm nay thì mình sẽ dẫn mọi người đi ăn nhà hàng buffet gần như là đầu tiên có mặt tại Sài Gòn này luôn. Lúc mà Lu bước vô đây thì Lu siêu thích một cái quầy, nhìn rất là màu sắc. Một cái quầy hải sản, nhìn vô mọi người có thể thấy có tôm nè, xong rồi có sò điệp. Ui, thích quá nhờ. Chắc là Lu sẽ gắp một vài món ở đây. Lu sẽ lấy ghẹ. Wow, trời, đi ăn buffet hải sản mà không ăn hải sản thì có vẻ như là fail lắm nha mọi người. Tôi sẽ lấy thêm này nữa, tâm sú. Wow, gió quá. Đây là cái quầy mà luôn muốn cho các bạn xem nè. Đây là cái quầy BBQ ngoài trời. Ở đây thì Lu thấy là đồ ăn khá là đa dạng, từ đồ ngọt cho đến đồ mặn, rồi có cả đồ Nhật này kia nữa. Và đặc biệt là hải sản ở đây Lu đánh giá rất cao nha, bởi vì là hải sản ở đây siêu tươi, với lại là con nào con nấy nó siêu đã, ăn rất là thích. Giá buffet ở đây sẽ là 990.000 cộng. Và giá nếu như mà các bạn muốn uống thêm rượu cao cấp thì sẽ thêm 350.000 cộng. Còn nếu như mà uống gói rượu Prosecco thì giá sẽ là 450.000 cộng. Trẻ em từ 4 tuổi cho đến 12 tuổi thì giá vé sẽ là 50%, dưới 4 tuổi thì sẽ được miễn phí vé. Ngoài ra thì ở đây sẽ có sếp special theo tuần. Có tuần giống như Lu nói, giống như tuần này Lu đi ăn thì có bào ngư, có tuần thì sẽ có vịt quay, có tuần thì có hàu. Nói chung là thay đổi theo từng tuần. Thời gian diễn ra buffet sẽ từ ngày thứ 3 cho đến chủ nhật, và diễn ra từ 18 giờ cho đến 22 giờ nha các bạn. Và chỗ Lu đang đứng là nhà hàng Astrum Cafe, nằm tại khách sạn Lotte Hotel and Resort. Địa chỉ ở đây là 2A4A đường Tôn Đức Thắng, quận 1. Các bạn có thể đến đây với người yêu, gia đình hoặc là đối tác. Tại vì ở đây sẽ có hai không gian, ở bên trong với lại ở bên ngoài vườn, siêu đẹp, siêu lãng mạn luôn. Nếu mà mọi người hỏi Lu trên thang điểm 5 sao của Lu thì Lu sẽ chấm ở đây là 5 sao trên 5 sao. Thiệt, không nói quá đâu, mọi người đến đây thử một lần nha. Hôm nay thì Lu sẽ dẫn các bạn đi ăn buffet tôm hùm hải sản 5 sao tại nhà hàng The Lock. Giờ thì cùng theo chân Lu đi vô bên trong để khám phá nha. Let's go.
đi. Chắc là Lu sẽ phi thẳng đến cái quầy mà Lu đang phấn khích nhất luôn các bạn. Trời ơi, siêu hấp dẫn luôn. Có tôm hùm nè, có cua, có vẹm, có hàu nữa các bạn. Thôi, xà đẹp mọi người ơi, siêu bự luôn á. Ở đây thì Lu thấy có cơm, có thịt heo, cá áp chảo, chả giò, tôm sốt, cua sốt me. Ủa, có cua nè. Ôi, đã quá à. Hey, đây là lai thịt các bạn. Ở đây sẽ có sườn heo, sườn trù, rồi có bò nướng, má gà nướng, sốt mật ong. Ui, Lu nghĩ là chắc là Lu sẽ lấy hết mọi thứ một ít. Đây mọi người ơi, trời ơi, Lu đi hết một vòng là full bàn. Thật sự nha, lúc mà Lu nhìn like á, thì so với lại những nơi mà Lu đi thì buffet ở đây không có quá là nhiều món. Nhưng mà tất cả những cái món ăn ở đây rất rất là xuất sắc. Với lại là được bày trí này kia nhìn rất là đẹp mắt. Với lại cũng dễ dàng để cho các bạn có thể lựa chọn nữa. Nói chung á, là Lu thấy ở The Lock á, giá cả rất là ok. Không gian là phải nói là trên cả tuyệt vời luôn. Nhưng mà khi mà Lu đến đây ăn rồi á, thì thật sự nha là nó quá sức mong đợi của Lu. Và ở nhà hàng thì thế mạnh sẽ là hải sản, cho nên là các bạn đến đây thì cứ bay vô quầy hải sản mà ăn. Ở đây ăn không có giới hạn đâu, cho nên là cứ thoải mái. Còn những cái món khác á, thì Lu thấy á, là nó sẽ nằm ở cái mức khác cho đến ngon. Chứ chưa có món nào mà nãy giờ Lu ăn mà Lu phải chê luôn á. Ở đây sẽ có hai mức giá để các bạn có thể lựa chọn. Một á, là nếu như các bạn không uống rượu thì sẽ có mức giá là 1.547.000. Và nếu như các bạn thích rượu và bao gồm cả rượu vang trắng hay rượu vang đỏ thì giá cũng sẽ là 1.721.000. Và hai mức giá mà Lu vừa nói á, là đã bao gồm thuế phí rồi nha các bạn. Và mức giá này sẽ được áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần. Nếu như mà bạn nào muốn trải nghiệm thì đừng ngần ngại đến đây. Ok, cảm ơn mọi người. À quên, trên thang điểm 5 sao của Lu thì ở đây Lu sẽ chấm là 5.5 sao. Không biết là có quá hay không, nhưng mà thật sự là với Lu cho đến thời điểm hiện tại bây giờ thì buffet ở The Lock chinh phục được Lu. Yep. Ok, cảm ơn mọi người, bye bye. Bye bye. Nhớ follow Thánh Ăn. Ủa lộn, subscribe Thánh Ăn và Instagram của Lu. Bye. Cảm ơn mọi người đã coi nha. Yay. Nếu như mà các bạn muốn Lu trải nghiệm 5 sao nào nữa thì các bạn cũng có thể để comment bên dưới nha. Bye.